chúng con trong về đã thấy nơi về chúa trời xin cha chỉ trong bộ lời chúng con nguyện trong lòng ta thiêu thân nữ đồng chi hiện vì sao này ta tìm ra thánh nữ chúa về chúa này ta tìm người thiên tử được ra thánh nữ quả Maria lời ông thánh nữ sẽ là bạn thánh sạch tất cả Maria trọn đời đồng chi này các thánh từ đạo Việt Nam nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới các quý đoàn đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo phận đã về hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh lời thánh sắc Chúa hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các kinh nghiệm trở về. Xin quý vị hãy giúp cho ban tổ chức tôi, đặc biệt là cho ban trật tự, chúng ta cứ nhận nha để tất cả các phương tiện xe đạp, xe máy chúng tôi gửi tới quý vị cho được an toàn và vào những cái thời gian có thể tất cả mọi người chúng ta đã về hành hương nơi đất đền thánh và nơi trong nhà thờ những nơi chứa thánh tích của thánh nữ nơi mà Thiên Chúa đã mở ra cho thánh nữ nên biết được lòng thương xót của ngài và những ai còn chạy đến với thương xót Chúa và thánh nữ mất đi thì xin gửi vào trong nhà thờ tạ quý vị và xin mời tất cả các ban kèm chúng ta sẽ trở vào trong nhà thờ. Chúng tôi có xin nhắn tin hiện nay chúng tôi có nhận được một em bé đang bị lạc rất là nghe. Nếu mà ai đang đi tìm em thì xin lên chỗ trước lễ đài. Chúng con kính mời quý sư. Đây là những hình ảnh sau thánh lễ kính lão giáo xuất bát trạch. Chúng tôi xin nhắn tin giờ chầu đã được phân công gửi tới quý họ cũng như các hội đoàn trong giáo xứ sẽ chầu cho tới 18 giờ là thánh lễ chúng ta trong ngày
chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý ban hội đồng phục vụ của các giáo xứ Liên Xô Họ trong giáo hạ xin mời trở về trong nhà chung. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời ban hội đồng phục vụ của các giáo xứ xin mời trở vào trong nhà chung để dùng cơm. Đây là tượng đài Chúa Kitô vua mới Đức cha Phêrô mới làm phép sáng nay. Thì nắn lại một chút để chia sẻ những hình ảnh cho mọi người cùng xem sau thánh lễ chính tiệc tuần trầu lượt kính lòng Chúa thương xót Bắc Trạch 2021 cho bà con xa gần cùng xem. Bây giờ thì sẽ trở về khúc cuối rồi thì xin tạm dừng video. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nhá. Tình yêu ơn Thiên Chúa. Tết hôm nay thì rất là mát mẻ và đẹp. Hiện tại chỗ khu vực ít xe thì rất là đông. Mọi người thấy rất là đông, mọi người giờ đang lấy xe ra về. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.